sorry ass DJ. Vâng, chào mừng tất cả các anh chị và các chú đã quay trở lại với channel của em trong buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, hôm nay bên em mới vừa về một chiếc xe bản số đang đeo là 76A01643 này. Trước khi em review con xe này thì em muốn gửi một lời chào trân trọng và thân thương nhất cho tất cả các anh chị, cô chú cùng các anh chị ha. Vâng, tên em nó là Mitsuyuli. Con xe này sản xuất đời 2004, đăng ký 7 chỗ ngồi và không hết niên hạn. Em nó mang một lớp màu vàng cát rất là đẹp nhau quý anh chị ha. Xe này bên em sang tên ủy quyền cho quý anh chị và đều được ha. Với một phân khúc bên em bán cho anh chị với giá 120 triệu, 120 triệu cho chiếc Mitsuyuli này. Đây, nước sơn ở bên ngoài em sẽ đi sơ cho quý anh chị và chú cùng tham khảo ha. Xe này thì đăng kiểm là cứ 6 tháng một lần nha anh chị ha. Xe này anh chị nào lấy thì bên em hỗ trợ cho một đăng kiểm mới luôn anh chị ha. Xe này mới vừa hết đăng kiểm, anh chị nào lấy thì bên em hỗ trợ cho một kỳ đăng kiểm mới luôn. Anh chị thấy nè, đồng sơn xi nội thất anh chị ha, rất là ok ha. Em nó mang một lớp màu vàng cát khá là đẹp. Xe này máy móc đồ gầm bệ đồ bao quý anh chị của chú luôn nha. Đây, xe thì 4 tay nấm cửa được mạ cờ gom. Ở cái kính hậu, gương hậu cũng được chụp một lớp cờ gom nha quý anh chị nha. Liền liếc rồi em nó vứt rất là ok. Đó, xe này là bản đủ. Bánh treo full xăng điện tử, dung tích xi lanh là 2 chấm. Thì độ tiêu hao nguyên liệu con xe này khoảng cỡ 8 lít trên 100 cây số nha quý anh chị nha. Này, nó full xăng điện tử, đèn cay, đèn bọc rất sáng nha quý anh chị. Nó bởi chỉ có 120 triệu thôi thì quý anh chị của chú sở hữu ngay chiếc Mitsuyuli này. Và đây, bây giờ mời tất cả các cô chú và anh chị cùng theo em kiểm tra chút xíu về keo chỉ của em nó ha. Anh chị thấy nè, cánh cửa keo chỉ của em nó nè, tắp bi thì em nó cũng khá là đẹp ha. 4 tắp bi cửa của em nó cũng rất là liền lạc nha quý anh chị. Đó, anh chị ha, vâng, viết nổi rất là ok ha. Hệ thống bên trong thì dàn nội thất của em nó là 7 ghế, 7 người. Nội thất thì rất là sạch sẽ nha anh chị nha. Đó, anh chị thấy không? Và một phân khúc bên em bán chỉ 120 triệu cho chiếc Mitsuyuli này. À, quý anh chị cô chú nào thậm chí chiếc xe này thì xin vô lòng mà alo cho em theo số điện thoại đó là 0 7968 22 220 để được bên em hỗ trợ và tư vấn thêm. Và bên em thì bán những cái dòng xe thì giá của bên em á, giá cực kỳ là mềm nha quý anh chị nha. Em đưa một cái mức giá để cho tới tay người tiêu dùng, tất cả các anh chị cô chú, và cũng mong tất cả các cô chú anh chị cũng đừng mặc cả giá với em nhiều quá ha. Đây, anh chị nào thiện chí thì em có ra lọc thôi nha. Sơn zin còn luôn nha quý anh chị nha. Đây, nước sơn zin nè. Cửa nẻo thì đóng rất là khít anh chị ha, rất là liền. Nói chung những cái xe này thì nó rất là liền lạc nha anh chị nha. Đây, keo chỉ của em nói chỗ này có rụng tí xíu, sơn đi sơn lại dặm cửa nó mới rụng tí xíu anh chị ha, theo năm tháng. Còn tất cả còn lại rất là đẹp anh chị. Đó, keo cồn. Đây là trụ B, anh chị thấy keo chỉ không? Thì những dấu hiệu này nói lên là con xe của mình em nó còn zin, không có bị cấn đụng như xương nha anh chị nha. Đây, nhìn thấy nè, nút đinh tán nguyên bản sản xuất vẫn còn nguyên bản ha. Thập tự chân đi lên xuống rất là ok. Con xe này cái màu vàng cát này là rất nhiều anh chị rất là thích nè, tại vì rất là hợp phong thủy với nhiều người. Ghế bậm thì anh chị thấy nè, sạch sẽ. Tắp bi, tắp lô, mặt bàn thờ anh chị thấy không? Vỏ bánh của em nó thì còn coi như là khá là dày anh chị ha. Cái này còn như là 90% nha anh chị nha. Do lăn đúc anh chị. Đó, cái này bụi rửa ra là nó rất là ok anh chị ha. Đèn bọng thì cũng rất là sáng. Mặt ga lăng rất là đẹp. Với một phân khúc chỉ có 120 triệu thôi thì quý anh chị chú sở hữu ngay chiếc Mitsuyuli này. Và đây là cánh cửa đằng sau bên tài. Ai kêu chị em nó vẫn còn nguyên bản hết anh chị ha. 7 chỗ ngồi, tha hồ đi xe anh chị ha. Rất rộng rãi. Xe này đi 8 người, 9 người ok luôn. Xe thì trang bị 2 dàn lạnh. Đây, hộp tùy chân, hộp nách cửa của em đó anh chị thấy không? Và đây là cánh cửa được sử dụng nhiều nhất, đó là cánh cửa tài. Đây, keo chỉ của em nó vẫn còn nguyên bản nha quý anh chị. Đó, anh chị thấy không? 4 kính chỉnh đèn. Đây, nước sơn zin nè anh chị, sơn zin không nè. Đây là kèo trụ A. Những nút đinh tán là còn nguyên bản anh chị ha, không có mất gì nha. Keo chỉ là còn nguyên hết nè anh chị ha. Sơn zin còn luôn.
tem này, tem thông số. Và bây giờ đây là cái hệ thống. Thì bây giờ em bước lên chiếc xe này để coi xe này có những gì nha quý anh chị nha. Vô lăng thì 4 chấu, xe thì số sàn. Xe thì có trang bị một cái màn hình Android nha. Anh chị thấy nè. Đây, màn hình Android. Xe thì có camera gear. Màn hình Android định vị các kiểu con đà điểu nha chị nha, coi YouTube luôn nha quý anh chị nha. Này cái dòng màn hình này thì khởi động nó hơi lâu chút xíu. Tay lái thì tay lái trợ lực anh chị ha, đèn còi xi nhan đầy đủ. À, không thiếu một chức năng gì anh chị ha. Máy lạnh là rất ok luôn nha quý anh chị nha, lạnh rất ok luôn ha. Đó, màn hình Android anh chị ha, nghe FM nè, âm nhạc cài đặt rồi, nói chung là nhiều chức năng lắm chị. Đó, định vị Hugo. 4 kính nó chỉnh điện thì rất là trơn tru nha quý anh chị nha. Đây, một cánh. Hai cánh nè. Hai cánh anh chị ha, hoạt động rất là ok. Ở đằng sau luôn. Đó, ok hết nha anh chị ha. Xe thì quý anh chị có chú nào sở hữu chiếc xe này thì xin vui lòng điện thoại cho em nhé. Và đây là cái khoang máy của em nó. Bây giờ em sẽ review cái máy cho quý anh chị và chú cùng tham khảo ha. Máy nổ rất là êm nha anh chị nha. Đó, máy nổ thì thầm luôn. Xe thì phun xăng điện tử. Nói sơn zin còn hết nha anh chị ha. Tem nè. Những nốt tinh tế nha, chú anh chị thấy không? Vẫn còn nguyên bản ha. Thấy không? Đó, keo chỉ nè. Rất ok ha. Đó, keo chỉ nè chị ha. Rất liền lạc. Với một phân khúc chỉ có 120 triệu cho chiếc Mitsubishi Jolie sản xuất đời 2004, đăng ký 7 chỗ ngồi và không hết niên hạn này. Và quý anh chị cô chú sẽ sử dụng ngay chiếc xe này. Và bây giờ mời tất cả các chú anh chị cùng theo em kiểm tra một chút xíu về dàn khoang gầm của em nó nhé. Chị thấy nè, học cớp nè, học bè của em nó rất liền lạc. Gầm bè con này thì cũng khá là đẹp nha anh chị nha. Anh chị cứ an tâm thôi. Đây, sexy, sắc chiếc được vậy ha, rất ok. Đây là dàn gầm bên tài nha quý anh chị. À, với một phân khúc cho chiếc xe Mitsubishi Jolie này với 120 triệu thôi thì quý anh chị các chú sẽ sở hữu ngay em nó, rất là một cái mức giá rất là hợp lý. Đồng sơn xi nội thất sạch sẽ, em nó mang một lớp màu vàng cát thì rất là ok nha quý anh chị nha. Xe này bên em sang tên ủy quyền các kiểu con đại điểu cho anh chị đều được ha. Và đây là cái thang cánh cửa đằng sau của em nó. Để em lấy chìa khóa cái. Đây là cái hộp bánh sơ cua nha anh chị. Đó, khoang cốp em nói thì rất là rộng rãi. Ở đây là những nút tinh tán ở mặt tiền đằng sau ha, ở đằng sau cái túi xe. Thì quý anh chị thấy nè, em nó rất là ok ha. Keo chỉ là không mất một cái nào luôn nha quý anh chị nha. Ở chỗ này thì anh chị thích chở người thì chở, không chở mình nhấc cái này lên mình dập ghế lại là mình chở cũng khá là nhiều đồ. Những đốt tinh tán này chị thấy không, nhà sản xuất vẫn còn nguyên bản, không có dấu hiệu bị va quẹt cứng đụng như xương sẩu nha quý anh chị nha. Đây còn zin hết luôn nè, chị thấy không. Đó, hiện tại thì anh chị nào thích sở hữu chiếc xe này thì xin vui lòng điện thoại cho em, cho số điện thoại là 0796822220 hoặc trực tiếp xem xe tại chi nhánh thứ ba. Em chỗ là cái bãi này là em đang thành lập thôi chứ còn nó cũng chưa đâu vào đâu hết. Ở tại ngay chỗ Tân Phú, Phú Thanh, Đồng Nai nha quý anh chị nha. Và xung quanh đây thì bên em còn một hai chiếc nữa. Con này con đá Su City Van bán đăng tải, đăng ký 2 chỗ ngồi và đời 2003, còn được 7 năm nữa nha quý anh chị. Một phân khúc bên em bán với giá thành là 55 triệu. Xe này rất thích hợp cho tất cả các anh chị lấy về là chở hàng hóa lặt vặt, rất ok nha anh chị nha. Máy móc em bao luôn nha anh chị nha.
Xe này thì em cũng có một cái video chi tiết rồi. Quý anh chị của chú nào lấy chiếc xe này thì xin vui lòng alo cho em để được bên em hỗ trợ và tư vấn thêm. Và bên này em còn một con Kia CD5. Con này hôm qua em cũng mới làm clip. Con này bán với phân khúc là 55 triệu, sản xuất đời 2002, tay lái trợ lực, máy lạnh đồ ok hết chị ha. Và bên này thì em còn một chiếc Daegu Gencha, sản xuất đời con này hình như là đời 2009 nha anh chị nha, đời 2009. Với phân khúc một em bán một phân khúc giá thành là 136 triệu cho chiếc Daegu Gencha này nha quý anh chị nha. Đồng sơn si, nội thất rất ok. Xe này thì em cũng có một cái video rất là chi tiết rồi. Đó, anh chị chủ đã sở hữu những chiếc xe này để xin vui lòng alo cho em. Còn tập lái thì vài hôm nữa em sẽ về một lô xe tập lái rất là ok. Thì quý anh chị cô chú cứ nhấn chuông và đăng ký kênh. Theo dõi bên em thì sẽ cập nhật những mẫu xe mới nhất trong ngày tháng ở bên em. Bên này thì em còn một con Daegu Nubira, sản xuất đời 2000. Một phân khúc bên em bán với giá thành là 65 triệu. 65 triệu cho chiếc Daegu Nubira sản xuất đời 2000 này. Đồng sức nội sơn si rất là sạch sẽ anh chị ha, máy lạnh cực kỳ xong. Và quý anh chị có chung thích sở hữu chiếc xe này thì xin vui lòng alo cho em. Xe này em chưa có làm clip nha. Xe này tí xíu nữa em làm clip chi tiết sâu ha. Đó, một phân khúc là chỉ có 65 triệu thôi. Còn bên này thì em đang có một hai con giòn. Con Mitsubishi Yuli kia thì em mới vừa về hồi tối hôm qua. Đăng số đang đeo là 30A thì em đang dặm sơn lại rồi em sẽ lên sóng sau. Và đây là chiếc Kia Bride, một thời huyền thoại, để cho tất cả các cô chú anh chị tập lái ha. Với giá thành là 32 triệu thôi. 32 triệu cho chiếc Kia Bride. Anh chị thấy không? Con này sản xuất đời 95 nha quý anh chị nha. Số sàn, đồng sơn, nói chung vệ sinh lại là rất là sạch sẽ. Anh chị cô chú thích sở hữu chiếc xe này cái xin vui lòng điện thoại cho em ha. Vỏ bánh em nó cũng còn khá là mới ha. Cũng còn được coi như là 5-60%. Và bên này thì em còn một con Bro 505. Đặc biệt con xe này là em nói là máy dầu nha quý anh chị nha. Máy dầu. Con này sản xuất trước thập niên 70. Một phân khúc em bán là 150 triệu cho chiếc xe này, cho anh chị nào thích về sưu tập nha. Con này là con hàng độc hại nha anh chị nha. Nước Việt Nam thì chỉ có hai con thôi anh chị. Nhưng đặc biệt một cái em nó máy dầu thì sửa cũng rất là dễ. Nên quý anh chị của chú cứ an tâm ha. Nó không phải như cái máy xăng. Đó, 150 triệu cho chiếc Bro máy dầu, sản xuất trước thập niên 70. Xe này sang tên ủy quyền cho anh chị được nha. Anh chị cứ an tâm ha. Vâng, và cũng không biết nói gì hết. Chúc cho toàn thể đại gia đình mình có một buổi chiều thật là vui vẻ và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nha. Rồi chú anh chị ơi, cũng đừng quên nhấn nút đăng ký và bấm chuông sát góc tay phải màn hình của mình để cập nhật những mẫu xe mới nhất theo ngày tháng ở bên em. Và bên em sắp tới thì cũng sẽ có một lô xe tải và cũng nhiều chiếc xe phân khúc giá rẻ. Anh chị cứ đăng ký và nhấn chuông thì sẽ cập nhật được nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại anh chị một video sau. Công ty ô tô Duy Anh Mobile xin kính chào quý khách. Trụ sở chính tại 42 Ngô Thị Nhậm, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Chuyên mua bán, trao đổi, ký gửi ô tô, nhà đất, nhận rút nhập giấy tờ xe, nhà đất, đăng kiểm xe ô tô. Với phương châm bán sự yên tâm, mua sự hài lòng, chúng tôi cam kết tư vấn trung thực, chế độ bảo hành tốt, giấy tờ pháp lý rõ ràng, đảm bảo đem đến cho quý khách sự hài lòng tuyệt đối. Ô tô Duy Anh Mobile, dịch vụ tận tâm, nâng tầm thương hiệu.